Cô xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay cô cùng các bạn sẽ đi nghiên cứu tiếp bài 34. Đây là bài cuối cùng chúng ta nghiên cứu về các lớp cá, tìm hiểu về sự đa dạng và đặc điểm chung của các lớp cá. Trước tiên, chúng ta đi tìm hiểu phần 1 La Mã, tìm hiểu đa dạng về thành phần loài và môi trường sống. Để tìm hiểu phần này, cô mời các bạn sẽ nghiên cứu giúp cô thông tin mục ô vuông sách giáo khoa trang 110. Nhiệm vụ bạn là so sánh cho cô đặc điểm của lớp cá sụn và lớp cá xương theo các tiêu chí ở trong bảng sau. Các bạn sẽ tìm cho cô số lượng loài của hai lớp cá này, đặc điểm về môi trường sống này, đặc điểm về bộ xương, mang, da, vị trí miệng và kể tên cho cô một số đại diện của hai lớp này nha. Các bạn hãy cho dừng màn hình một chút xíu nha để các bạn tự làm, sau đó hãng so sánh với kết quả của cô xem mình làm đúng hay làm sai. Chúng ta cùng thấy cái thông tin về lớp cá sụn giáo khoa có đưa cho mình, người ta nói tới số loài đây là khoảng 850 loài. Môi trường sống ở đây sẽ là gì đấy, nước mặn, nước nợ này, đặc điểm để phân biệt bộ xương, mang, da và vị trí miệng thì mình thấy bộ xương nó là bằng chất sụn. Chính vì thế mà những cái loài cá có bộ xương là bằng chất sụn này, người ta đã xếp chung vào cái lớp cá sụn. Khe mang trần, tức là mình sẽ thấy là nó không có cái gì đấy, cái nắp mang để che đậy cái mang của nó đâu, mà mình có thể dễ dàng nhận thấy cái mang ngay từ phía bên ngoài là mình đã nhìn thấy rồi. Da nhám, miệng nằm ở mặt bụng, và mình thấy một số đại diện như là cá nhám và cá đuối, chúng ta sẽ kể tên vô. Còn về lớp cá xương thì mình thấy thông tin đầu tiên sách giáo khoa cung cấp chúng ta ngay dòng đầu tiên, người ta nói tới là tính những cái thời điểm mà sách giáo khoa mình in ấn này, là trên thế giới của chúng ta có khoảng 25.415 loài. Nghĩa là sách giáo khoa của chúng ta đặt xuất bản cũng khá lâu rồi, số liệu này cũng dùng khá lâu rồi, cho nên bây giờ con số này đã có thể là hơn rất là nhiều. Các bạn có thể sờ tìm trên Google để biết được cái thông tin về số loài nhá, nó khoảng hơn 30.000 loài, đấy là số liệu hiện giờ. Thì mình cứ đối chiếu thôi, bây giờ với số liệu sách giáo khoa đưa cho chúng ta thì mình sẽ dễ dàng nhận được số lượng loài cá của lớp cá xương bằng cách là mình lấy tổng số loài là 25.415 loài chứ đi 850 loài của lớp cá sụn, chúng ta sẽ ra số lượng số loài cá của lớp cá xương sẽ là 24.565 loài. Về môi trường sống thì lớp cá xương có thể sống được ở ba môi trường nước mặn, nước lợ và nước ngọt. Còn đặc điểm để giúp phân biệt giữa lớp cá xương và lớp cá sụn thì mình thấy là bộ xương của lớp cá xương này tất nhiên là bằng chất xương rồi. Mang của nó sẽ có cái nắp mang để bảo vệ. Da thì có phổ vảy và miệng sẽ nằm ở cái phần đầu, đầu mõm. Đại diện chúng ta có thể kể tên ra một số loài như là cá chép hay là cá vền. Để tiếp tục phần này, cô mời các bạn sẽ đi nghiên cứu thông tin hình 34 sách giáo khoa trang 110 giúp cô. Các bạn chú ý thông tin dưới mẫu kênh hình, đồng thời theo dõi video mà cô sẽ trình chiếu ở dưới đây. Nhiệm vụ các bạn là sẽ hoàn thành bảng sách giáo khoa trang 111. Nội dung của bảng này là yêu cầu chúng ta nêu ra các ảnh hưởng của điều kiện sống tới cấu tạo ngoài của cá. Thì mình thấy là trong cái nội dung bảng này, người ta cho chúng ta đặc điểm về bốn cái môi trường sống khác nhau. Là môi trường ở trên tầng mặt này, tầng giữa và tầng đáy này, trong những hốc bùn đất ở đáy này và ở trên mặt đáy biển. Các bạn sẽ quan sát video, đọc thông tin ở kênh hình sách giáo khoa trang 3, hình 34 trang 110 để xác định cho cô các đại diện này, hình dạng thân này, đặc điểm của khúc đuôi, đặc điểm vây chẵn và xác định cái khả năng di chuyển của những đại diện sống ở các môi trường này nha. Các bạn cùng theo dõi video và lắng nghe thông tin để mình có cái thông tin hoàn những thành loài cá nha. Sống ở tầng mặt nước không có chỗ ẩn nấp để tránh kẻ thù nên chúng thường có mình thon dài, khúc đuôi to khỏe, bơi rất nhanh. Những loài cá sống ở tầng giữa và tầng đáy thì có thân tương đối ngắn, bơi chậm hơn các loài cá trên tầng nước mặt. Những loài cá sống ở đáy bùn thì thường có mình rất dài, vây ngực và vây hông tiêu giảm. Những loài cá sống ở đáy biển thì thân dẹp, mỏng, hai mắt nằm ở mặt lưng, vây đuôi và vây hông rất nhỏ, bơi chậm bằng cách uốn mình.
Rồi các bạn cùng so sánh với đáp án của cô coi xem mình làm đúng hay làm sai nhá. Nếu các bạn làm sai thì các bạn sẽ sửa lại cho nó đúng. Thì mình thấy ở cái tầng mặt nơi thiếu nơi ẩn náu á, đại diện sẽ là con cá nhám này, hình dạng là có thân là thon dài, phúc đuôi thì khỏe, vây chẵn là nó bình thường và cái khả năng di chuyển là nhanh. Còn những đại diện cũng ở tầng giữa, tầng đáy, cái nơi mà có cái nơi ẩn náu thường là nhiều hơn ấy, thì mình thấy các đại diện ví dụ như ở đây nó về cá kền hay cá chép là những loài cá nước ngọt đó. Mình thấy là đặc điểm cái hình dạng thân của nó là tương đối ngắn, còn húc đuôi thì nó khá yếu. Đặc điểm của vây chẵn là bình thường và nó bơi chậm. Còn trong những cái hốc bùn, bùn đất ở dưới đáy thì mình thấy đại diện ví dụ như là một số loài lươn, hay là những cái loài mà mình thấy cái thân của nó thường là rất là dài đấy, hình dạng thân thường rất là dài. Húc đuôi thì rất là yếu và về cái đặc điểm vây ấy, là chúng sẽ tiêu giảm không có vây và cái khả năng di chuyển thường rất là trườn, bơi rất là chậm. Còn về trên cái môi sống sống là ở trên mặt đáy biển, chúng ta thấy có một vài đại diện ví dụ như là con cá bơn, con cá đuối, đặc điểm hình dạng thân thế là nó dẹt và mỏng theo cái hướng lưng bụng, đặc điểm khúc đuôi là rất là yếu, đặc điểm vây chẵn là to hoặc là gì đã to là rất là to hoặc là cũng nhỏ, và cái khả năng di chuyển là rất là kém. Như vậy là cô và các bạn đã vừa nghiên cứu xong thông tin phần 1, hiểu hiểu về sự đa dạng về thành phần loài và môi trường sống, và chúng ta cùng ghi bài phần này nha. Nội dung ghi bài của mình là sẽ nói về tổng số lượng loài cá. Theo như thông tin sách giáo khoa có nói là cá có khoảng 25.415 loài, gồm có hai lớp. Lớp cá sụn có bộ xương làm bằng chất sụn, lớp cá xương có bộ xương làm bằng chất xương. Và cá thường sống trong các môi trường ở nước như là nước ngọt, nước mặn, nước nợ. Và mình thấy là nó có thể phân bố ở những cái tầng nước khác nhau như là tầng mặt, tầng giữa, tầng đáy, trong hốc bùn đất ở đáy. Và cái điều kiện sống thì mình thấy là nó sống như vậy khác nhau như vậy, cho nên nó cũng ảnh hưởng tới cái đặc điểm cấu tạo và tập tính của những loài cá này. Chúng cũng có đặc điểm cấu tạo và tập tính khác nhau. Chúng ta chuyển tiếp tìm hiểu về phần 2, đặc điểm chung của cá. Để tìm hiểu phần này, cô mời các bạn hãy nghe cô đặc điểm chung của cá về 6 cái đặc điểm sau. Thứ nhất là môi trường sống, thứ hai là về cơ quan di chuyển, thứ ba là về hô hấp, thứ tư là về tuần hoàn, thứ năm là sinh sản, thứ sáu là nhiệt độ cơ thể. Thì để tìm hiểu phần này, để hoàn thiện phần này, các bạn hãy cho dừng màn hình lại nhé. Chúng ta hãy nhớ lại kiến thức mà mình đã được học trong các bài của các lớp cá. Và cùng với bài học của hôm nay chúng ta đang nghiên cứu nữa, hãy nghe cho cô đặc điểm chung nhất về môi trường sống, cơ quan di chuyển, đặc điểm hô hấp, tuần hoàn, sinh sản và nhiệt độ cơ thể của cá. Và các bạn sẽ sau khi làm xong thì hãy so sánh với đáp án của cô xem nó như thế nào nhé. Thì mình sẽ thấy là gì đây, về môi trường sống rõ ràng là cá sẽ sống ở dưới nước, sống trong nước đó, đúng không? Có thể nước nước ngọt, nước mặn, nước nợ. Cơ quan di chuyển sẽ là bơi bằng vây, hô hấp là bằng mang, tuần hoàn là mình thay đổi, tim hai ngăn có một vòng tuần hoàn, máu đỏ tươi đi nuôi cơ thể. Sinh sản thì mình thấy nó sẽ thụ tinh ngoài. Còn về nhiệt độ cơ thể thì cá là một động vật mà biến đổi nhiệt độ cơ thể theo nhiệt độ môi trường, cho nên mình gọi cá là động vật biến nhiệt. Đó, đó chính là nội dung của phần 2. Các bạn sẽ ghi bài phần này giúp cô. Như vậy nội dung phần 2 này chúng ta sẽ ghi cho cô các đặc điểm chung của cá như sau. Cá là động vật có xương sống, thích nghi với đời sống hoàn toàn ở nước, di chuyển bằng vây hay là nó bơi bằng vây đó, hốt bằng mang, tim hai ngăn có một vòng tuần hoàn, máu đỏ tươi đi nuôi cơ thể, sinh sản bằng cách là thụ tinh ngoài và là động vật biến nhiệt. Các bạn chuyển tiếp sang phần 3 là mà giúp cô, mình sẽ đi tìm hiểu về vai trò của cá. Thông tin đầu tiên sách giáo khoa cung cấp chúng ta, mình thấy ngay là người ta còn nói cá là cái nguồn thực phẩm dồi dào. Rõ ràng là mình thấy là từ cá mà từ rất nhiều loài cá khác nhau, chúng ta có thể chế biến thành các món ăn, rất nhiều loại món ăn luôn. Đơn giản như thường ngày mẹ mình hay làm cho mình là gì đấy, cá chiên này, cá kho này, hay là cá nướng này, là cá nấu, đúng không? Rất nhiều món ăn từ cá khác nhau. Vai trò thứ hai mình thấy chính là cái nguồn nguyên liệu để làm thuốc, thì mình thấy là tinh dầu cá đó, đúng không? Rất nhiều bạn sử dụng nó. Rồi tiếp tới là có thể làm gì đây, làm cảnh cho chúng ta nữa. Nhiều hộ gia đình, nhiều gia đình thường có các bể cá cảnh trong nhà, hay là mình thấy trong các khuôn viên của các công sở chúng ta cũng vẫn có thể có những cái bể cá cảnh rất là đẹp. Từ các cái chế phẩm từ cá, người ta cũng có thể sản xuất ra các nhựa sinh học. Tức là mình thấy đây là một vai trò cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp đó các bạn. Bên cạnh đó thì mình thấy là cá tưởng chừng rất là tanh, đúng không? Mình có nhân tưởng so sánh tới nước hoa không? Không nghĩ tới, đúng không? Vậy mà mình thấy là nó cũng là một cái gọi là nguồn nguyên liệu để cung cấp cho cái ngành công nghiệp sản xuất ra nước hoa.
cô nói tới đây là nói tới một nguồn nguyên liệu rất là quý. Cô ví dụ như ở trong cá nhà táng ấy, là người ta tìm ra trong hệ tiêu hóa của cá nhà táng một chất mà nó là một chất sáp màu xám, người ta gọi đây là long diên hương. Thì các bạn để tìm hiểu rõ hơn thì mình có thể search tìm trên Google nhé. Long diên hương của cá nhà táng là ra ngay thông tin và một vai trò nữa là nó có thể cung cấp nguyên liệu cho nông nghiệp. Thì mình thấy các loại phân bón từ đạm cá được chế tạo ra để bón cho đất đó, đất nông nghiệp, để chúng ta có thể trồng những cái loại rau củ quả trên đó, rau quả rất là tốt luôn. Tiêu diệt sâu bọ có hại chính là một cái vai trò có lợi nữa của cá. Thì mình thấy rồi, những cái loài sâu bọ có hại, cô ví dụ như là ấu trùng của muỗi, như là con bọ gậy đó, chúng ta đã được nói tới trong cái lớp mà sâu bọ, là muỗi là một cái loại động vật nằm ra đây ký sinh hút máu động vật người, đúng không? Để nó nuôi trứng trong thời kỳ mà con muỗi cái nó sinh sản á. Rồi mình thấy tiếp là chúng ta đã có thể kết hợp giữa cái mô hình mà nuôi cá và trồng lúa. Thì mình thấy là chúng ta có thể ra đây cho nước dâng cao lên, nhưng mà phải đừng ngập cây lúa, gần ngập thôi chứ đừng có ngập, để cho cá thể làm ra đây giúp cây lúa này tiêu diệt những con sâu bọ có hại. Rồi ngay ngày hôm sau mình sẽ rút nước đi để cho cây lúa không bị ngập úng. Có thể gây ngộ độc chính là một cái vai trò có hại của cá. Thì cô ví dụ với con cá nóc thì mình đã nghe nói hoài rồi, cá nóc có độc tố rất là cao, nếu như chúng ta mà sử dụng nó làm thức ăn á, và chúng ta không chơ chế, không xử lý cẩn thận thì rất dễ khi chúng ta dùng nó sẽ bị làm ra đây ngộ độc và có thể dẫn tới cái chết. Rồi như vậy trong phần 3 này các bạn cùng ghi bài cho cô nhé. Về vai trò của cá thì mình thấy cá có thể là nguồn thực phẩm, là nguyên liệu để làm thuốc chữa bệnh này, cung cấp nguyên liệu trong các ngành công nghiệp này, cung cấp nguyên liệu cho các ngành nông nghiệp này, hoặc là tiêu diệt các sâu bọ có hại. Về phần này các bạn tự lấy ví dụ cho cô nha. Và mình thấy bên cạnh cái vai trò có lợi này á, thì cá cũng có thể gây tác hại, đó là trong nội tạng của một vài loài cá, ví dụ như là cá lóc ấy, có thể có chất độc và chúng ta ăn vào có thể gây ngộ độc chết người. Các bạn hãy cùng nhìn những hình ảnh dưới đây nhé và cho cô biết coi bạn có suy nghĩ gì khi nhìn những hình ảnh này. Thì mình thấy ngay tức là đây là gì đấy, các con sông đã bị ô nhiễm rác thải ở khắp nơi, nước sông thì không còn trong xanh nữa và thay vào đó là một màu nước đen xì. Và mình thấy là gì đấy, cá, những cái loài động vật dưới nước đã chết nổi hết cả lên rồi, đúng không? Như vậy để trả lời cho câu hỏi là để bảo vệ nguồn lợi cá ta cần phải làm gì, thì mình thấy chúng ta làm sao đây, phải thu gom rác thải này, không thả rác xuống ao hồ sông suối này, mà phải bỏ rác đúng nơi quy định. Thì cái việc làm này mình sẽ thấy bảo vệ cái môi trường nước của chúng ta, làm cho những động vật sinh sống dưới nước lại sẽ tồn tại được, và đây cũng có các loài cá sống ở dưới nước ở nữa. Một biện pháp nữa để bảo vệ nguồn lợi cá là chúng ta không được làm những cái hành động, ví dụ như là gì đấy, đánh bắt những con cá còn nhỏ chúng ta không được làm, hay là mình dùng mìn, dùng chất độc hay là dùng điện để bắt cá chúng ta cũng không được làm. Mình sẽ phải làm sao đây cải tạo các cột nước nuôi cá bằng cách là chúng ta sẽ phải bón phân hoặc là trồng những cây thủy sinh. Để củng cố nội dung bài học ấy, các bạn hãy cùng trả lời cho cô những câu hỏi trắc nghiệm dưới đây nhé. Câu hỏi đầu tiên, loài cá nào dưới đây thích nghi với đời sống chui luồn? Thì mình thấy cô đã đưa ra cho mình một số đáp án. Các bạn hãy nhớ lại nội dung kiến thức phần 1 để mình làm nhé. Thì mình thấy là gì đấy, đáp án cá trạch và lươn chính là cái đáp án mà thích hợp cho câu hỏi này, thích nghi với đời sống chui luồn. Câu hỏi số 2, loài cá nào dưới đây thích nghi với đời sống ở tầng nước mặt? Chúng ta cũng vẫn sử dụng kiến thức ở trong phần 1 nhé. Thì mình thấy cô cho chúng ta là 4 đáp án. Các bạn sẽ lựa chọn cho cô đáp án nào đúng nhất. Thì mình sẽ thấy ở đây, cá chúng ta lựa chọn chính là đáp án C, cá trích và cá nhám. Câu hỏi số 3, loài cá nào gây ngộ độc và có thể gây chết người? Thì mình thấy 4 đáp án cô đưa ra. Nhìn 4 đáp án này mình thấy ngay, chúng ta vừa nhắc tới cái loài cá có thể gây ngộ độc chết người chính là cá nóc. Đây là câu hỏi cuối cùng. Các bạn hãy sắp xếp cho cô các cặp ý tương ứng giữa các đại diện và vai trò của chúng đối với đời sống con người nhé. Thì cô có 2 cột, một cột nói về vai trò và một cột đối với các đại diện. Các bạn có thể cho dừng màn hình để mình làm, sau đó hãy đối chiếu với đáp án của cô nhé. Thì mình thấy cái vai trò làm thức ăn cho người ấy, là mình sẽ chọn ở đây là đáp án D, trứng cá và vây cá, bóng hơi. Rồi về vai trò làm thức ăn cho động vật này, mình sẽ chọn đáp án C là xương cá và bã, mắm. Rồi việc mà làm hàng gia dụng ấy, thì mình thấy chúng ta sẽ lựa chọn đây là đáp án A là da cá nhám. Tất nhiên thì cuối cùng ý 4 là dược phẩm chữa bệnh là mình sẽ chọn dầu và gan cá thu cá nhám rồi. Bạn nào làm đúng thì hoan hô, bạn nào mà không may là làm sai thì mình sửa lại cho đúng nha.
Như vậy các bạn về nhà thì nhớ học bài cho cô này, trả lời các câu hỏi 1 2 3 sách giáo khoa trang 112, đọc một em có biết sách khoa trang 112 và đọc trước bài 35 bất đồng sách khoa trang 113 giúp cô nha. Cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tiết học sau.